ngày 17 tháng 12 năm 2023. Hồi nãy giờ vừa họp cái gì trong đầu nó có lãng giảng mấy cái đó, giờ mình nói chuyện lãng giảng nha. Có cái lãng giảng mấy con sẽ không thích nghe. Nói nãy trên nói cái gì, nói gì là nguyên văn nha, không có không thêm không bớt nữa chữ. Thượng đế và hội đồng chư Phật đã tuyển chọn thái tử rồi, thái tử phải cố giữ gìn sức khỏe để làm xong phần còn lại, tức là hơn nữa đó, cận kề rồi. Cái thường thì chát qua chát lại chứ, cái cách thù nói chuyện với gì vậy, cái mấy gì suốt là mục đích là sư phụ hỏi, còn sư phụ không hỏi nghe là sư phụ đã không có làm thân quá. Hôm nay phải đọc kinh này, hôm nay phải nghiên cứu chuyện này, hôm nay phải làm cái này. Cái mấy tuần trước mấy gì kêu học hết lịch sử đời nhà Trần đúng không, kỳ này còn kêu học hết lịch sử lại tất cả những tiền nhân giữ nước như thế nào. Trời ơi, cỡ này tự nhiên bây giờ giống như mình đi học lại giống như kiểu lớp 5 Việt Nam vậy đó, để mà dạy lại cho thế hệ sau. Thì cái thu cũng làm đúng vậy đó, thu phải thuộc lòng đó. Cái thái tử đã được tuyển chọn thì gán làm xong nhiệm vụ của cái đời này để đưa nước Việt lên hùng mạnh. Cái thu cũng hiếu kỳ lắm, vậy mình tính tháng hay tính tình? Đó là cái mấy gì thường thường vô hỏi cũng ngộ lắm mà. Cái mấy gì nói thì coi đấy, ở Mỹ này giờ cũng đang xáo trộn, ở bên Trung Đông thì cũng xong rồi, Nga thì coi như là xong rồi, bây giờ chỉ còn có giống như răng nguyên hàm vậy, giờ còn có cây cuối cùng là cây Trung Cộng, bây giờ nó qua nó tuyên bố là cùng vận mệnh chết chung với Bắc Trọng á, coi như cũng xong rồi. Rồi họ Thiên sẽ về lo nước Việt. Cái mình mới nói chứ hồi từng rồi có ông đảng viên ở Việt Nam hôm qua, ông nói với bây giờ dân nó ghét con heo quá rồi, sợ sẽ có đổ máu. Mà tại sao anh cứ lên mạng anh nói là không có đổ máu? Cái mấy gì mới giải thích, mấy gì nói đổ máu hay không là do thái tử phải ngồi gán suy nghĩ, mà nói đổ máu là thái tử là không có chu toàn. Em mình mới nói vậy giờ phải làm sao? Ngày qua thù có nói ngoài đó không, nó là cho 4 triệu đảng viên đi du lịch qua Mỹ 2 năm phải không, để cho ăn hamburger đổ không, mà đi bãi biển Hawaii rồi từ từ cái tự động cởi mở lên là hiểu rộng hiểu xa. Ồ thì mấy cái chùa Bá Chúc Bá Vàng á, dồn vô đưa cho mấy ông thầy vô cho dân đừng có vô chùa à, đó là chiều của sư phụ mấy ông thấy gì đó an toàn không? Dạ ông giờ mấy gì kêu phải suy nghĩ làm sao mà đừng có để cho dân giết mấy đảng viên á. À bữa giờ là 4 lần mấy lần họp lần nào cái gì cũng lo vụ này, mình phải nhờ mấy đảng viên gọi là có lòng trung nghĩa giúp mình, chứ không sẽ là vua nước Việt thiệt mà. Không có chuyện đùa, người ngoài đường người ta nghĩ là sư phụ nó ảo, nhưng mà họ mới là ảo. Đứa nào hôm nay theo sư phụ trên mấy trăm người, mấy chục người, thì khi mà sư phụ về Việt Nam thì đứa đó sẽ trên cả 100.000 người, vạn người giúp một tay. Mình cứ quên đi đời sống cá nhân, cơm gáo, cơm áo, gạo tiền, lo cơm nước cho chồng mắc dịch, lo một đời này rồi đi về trời sư phụ. Nó lý sao sư phụ nó hoài mà nhân loại không có hiểu là cha mẹ gửi mình xuống đây á, một đời người nó ngắn ngủi lắm, nó như một lớp học vỡ lòng đúng không, nhưng mà mình phải học làm sao cho nó lấy cái phần học mà căng nó, rồi cứ chấp cho thế gian, người bắt buộc phải có bằng cấp này, rồi bắt buộc phải làm số tiền nợ, như là căng thẳng thần kinh của đứa con mình bác. Thì cuối cùng cái nó vậy đó, chủ yếu mình xuống đây để mình học hiền, chứ mình không có học cái gì ngoài chữ học hiền hết. Trở lại câu chuyện đảng viên sẽ bị giết, thì sư phụ có hỏi, sư phụ nói chuyện mấy gì lớn, ngày qua nói chuyện với mấy ông thần nói thái tử tâm từ bi quá, sau này phải nghiêm khắc lên chút, vì có những thằng nó hung dữ, nó vô nghì lắm, nó không có hiểu gì hết. Thì mấy thần của mình á, dẫn đạo là mấy vị hồng thiên sông núi thì khuyên sư phụ như vậy.
Cái bữa nay thì gặp toàn là thứ dữ không à? Nào đức thầy hay là cha mẹ hay là những gì chị rồi đó phải không? Đâu phải là thằng, là mấy đó là Phật, mấy vị là Phật. Con á phải từ bi, thêm lấy ân báo oán. Bên kia chịu nghiêm khắc, bên đây kiên cường. Ví dụ cái tiếp á là giống như bây giờ không có đủ người, mà cái người mà diệt được cái nội loạn, tại thời gian đầu nó có nội loạn, nhưng mà mấy con cần cho phụ quá vậy nè, mấy con có bị chấp tướng không? Không, mấy con bây giờ có nghĩ là chuyện giống như ridiculous không, rất là khó tin đúng không? Một người bình thường đi ăn chung với mình, nói chuyện chung với mình mà lại đi nói chuyện với thần thánh một cách bình thường, rồi như vậy á, ở trên 10.000 năm mới có một thời kỳ này. Thì nếu mà mấy con không chấp tướng mà mấy con hiểu được, mấy con phải biết là mình đang có phước đó. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Đừng có để mất cái phước. Nhưng mà trong nhóm của mình hiện giờ trên núi này luôn, nãy chân thờ nhức đầu đó, nhiều phái tử phải coi lại nhóm đại tử của ngài, có một hai đứa ăn nói không có lịch thiệp, không có nhân cách, sẽ làm mất uy tín cái núi của mình Thiên Long Sơn. Cái thừa hỏi tên đứa nào, nó ngài biết mà. Không biết ai, sư bộ đâu có biết. Sư bộ không biết hả? Cho nên trở về chuyện của ông Sơn Thần nhắn nhủ, thì đứa nào thì ấy thì nói, chứ không chẳng biết đứa nào. Không có gần phụ nữ nhiều, tại vì ổng mà còn len nó làm mệt lắm á con. Ổng còn len là ổng còn thương mình á, thương nó. Ổng mà mấy vị mà ra lệnh như kiểu Mỹ Hạnh bên kia là xong đó. Để mình mang thân người á, mình dễ làm lỗi lắm. Cái ngã của mình á, cái lì của mình á, là sư phụ là dĩ nhiên là một vị con của cha, thì sư phụ đã là ai con biết. Sư phụ rất từ bi, đứa nào cũng thương á. Tại sư phụ đã xuống trần phụ hiểu mà, ai cũng làm lỗi. Thì từ đó cha mới cho sư phụ là phải lo cái màn này, phải lo sự an toàn của những người xấu mà làm nước Việt tan nát. Nước quốc gia mình không có bị kéo dài hận thù chiến tranh nữa, mà phải cấp tốc, dùng cái chữ là right away, cấp tốc để mà làm lo cho cơm nó ấm một cách rất là thần tốc. Cho nên sư phụ thường nói trong vòng 3 năm sư phụ sẽ thay đổi nước Việt lại một cách rất là mầu nhiệm. Nhưng mà cái này á, mà nếu mà làm không xong á, là cái 3 năm nó sẽ đi đình trệ. Thì Tàu á, cả cái thế giới này thừa bảo đảm 30 năm luôn, không có hãng hai khách nào mà vô Tàu á. Mà nên nhớ chỉ có người Việt Nam, người Á Châu mình nó giỏi về điện tử thôi, còn những nước khác nó không có giỏi. Đó là cơ hội là lẻ nhất của mình. Ở một cái nơi này làm là biết bao nhiêu lịch sử và xoay chuyển của quả địa cầu này, nơi mấy con đang ngồi nè, mới vừa hồi nãy biết bao nhiêu gì ở đây. Bây giờ mấy vị về thăng hết đi, thì mình ngồi ở đây gần 10 năm nay cũng là nơi này. Cha mẹ mấy chư Phật đầy, khi mà trong cái vô vi á, chỗ này nó biến ra một cái hoàng cung rất là lộng lẫy, rất là lớn, nó không có nhỏ như vậy. Nhưng mà điện cha trăm square feet, nhưng mà hôm kia cha về dạy sư phụ biến ra lớn, biết bao nhiêu gì đứng trong đó đều fit vô hết. Có một cái là mấy vị Bồ Tát thì dạy khác nha. Mấy vị Bồ Tát thì nói tất cả những người xấu cũng có cái tốt trong đó, nếu mà mình biết sử dụng họ, cái tốt của họ thì cũng là được. Có nghĩa là trong rạng viên những người xấu nhất cũng có cái tốt, nhưng mà giỏi hay không á, là do sư phụ. Mấy vị nói tại vì xuống trần mấy vị là chỉ là vô vi đứng để mà support mọi thứ, nhưng mà về mặt đời sư phụ là người make decision mọi thứ. Đó là vậy đó. Có những vị thì không cho sử dụng lại những cái người đảng viên cũ, còn có những vị thì sư phụ năn nỉ thì nói nếu mà họ thật tâm quay đầu thì cũng được. Tại vì đưa lên là dân sẽ
sẽ không đồng ý, chỉ sợ danh thôi. Chứ mấy vị nói là nếu mà đưa một người cũ lên mà dân mà không ưa nó xa là ảnh hưởng một cái nước Việt mới á. Đó là mấy vị nói vậy. Thì mấy vị cũng có nói thêm là tùy thái tử, sử dụng được thì cứ sử dụng. Gần đây căng lắm, nói chuyện chính trị không. Tại vì nước Mỹ cũng đang giống như cây răng rụng rồi không? Đảng Dân Chủ, Trump lên là xong, ổng là finish. Bên Trung Đông là coi như là cây răng cắm mà nhức nhói. Xưa giờ mấy nghìn năm với Do Thái cũng đang nhổ rồi không? Xong rồi đó, bứng rồi đó. Rồi cái Nga là coi như xưa giờ tưởng là nó là hung cường dữ lắm. Tại vì nó là con chuột nhát, yếu xìu, hèn nhát. À, bây giờ chỉ còn anh Tập qua dẫn thêm thằng nhóc con Campuchia qua để hù hay nó đang để cái lưỡi lơ ngang không mày á. Mà mày mà hôm nay mà không theo phe tao để mà chết chung với tao á là tao nhẫn ra cái là nó đâm ngang không, tức là đi hù quá không, đi hợp mình đi hai mình, tức là đi, tuyên bố để cùng nhận mệnh đi chết chung. Ý, họ thiên mấy đứa con đó là có phước, biết được tu hành, đọc kinh Lăng Nghiêm cũng giỏi, đại bi cũng giỏi, hiền lành. Mà còn biết thêm về mặt đời nữa. Tại mặt đời nó ảnh hưởng cái đường tu và đường cá nhân của mình và dòng họ anh em của mình đúng không? Mấy con có phước hơn là thích cừu gặp rất là nhiều. Có những cái người thế gian người ta không có hiểu. Đó là giống như tại sao Do Thái nhất định nó phải quay ao, nghĩa là tận gốc rễ cái thằng khủng bố, là vì cũng là đạo, nên nhớ đạo mạnh lắm đó. Vì ngày xưa nó đã lầm lỡ đóng đinh Chúa, rồi cái lời nguyền mà Chúa nó đã trả được cái lời nguyền, nó mất quốc gia mấy nghìn năm, cho nên hôm nay cái tinh thần dân tộc nó lên dữ lắm, và đồng thời nó muốn để mà đền ơn lại về phần tâm linh đó. Cho nên nó phải giữ vững quốc gia nó, và đồng thời nó phô trương cái sức mạnh của nó trong vòng 8 tiếng. Mà nguyên cái thành phố của Gaza là bình địa đó. Để trên những cái nước mà đang lâm le mạng hiếp nó, tự nhiên nó đâu có cơ hội nào để nó phô trương. Đây là cơ hội duy nhất để mà nó dằn mặt hết mấy cái thằng chùm khăn xung quanh, đúng không? Nó thành công á. Ở trên cũng giúp cho thấy. Thì từ nay thế giới sẽ không còn bị khủng bố. Từ nay thế giới sẽ không còn gọi là nhị cường quốc nghe nữa. Rồi Trung Cộng sẽ không còn có cái mộng gọi là độc chiếm quả địa cầu. Thằng Mỹ nhất định phải đánh Trung Cộng. Bởi vì nếu không đánh, tại vì mỗi ngày nó đẻ ra cả thành phố New York, và đồng thời sức mạnh và kinh tế sẽ chiếm quả địa cầu. Cho nên khối đồng minh không bao giờ để cho cái chuyện này xảy ra. Tức là phụ thường nói ba cái án mà Thượng Đế hôm nay tiêu diệt đó. Cuối cùng đó, là người Mỹ sẽ thắng. Mỹ thâu lệ phẩm, trời ban phong thần. Chỉ có riêng nước Việt đó, là có cái đạo Thiên Tâm. Thế Thượng mới hỏi là sau này sẽ về lãnh đạo nước Việt. Một nước Việt mới, dân cơm no ấm đi. Vì nó không phải, đó là một chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện quan trọng hơn nữa, bây giờ một cái thể chế nào, một cái nước Việt mới mà không có cái đạo Thiên Tâm vô á, thì sau này 50 năm sau nó cũng y như là Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh mà tàn phá nước Việt hôm nay vậy. Nếu mà không có đưa cái nền đạo vô, cho nên cái Thiên Tâm là cái quan trọng của nước Việt hơn là một cái nước Việt mới. Không nên nhớ. Mà hôm nay mấy con ngồi đây đọc kinh Thiên Tâm không? Thì mấy con là người đầu tiên lính mà của thiên đình để mà giúp cho nước Việt sau này có một cái cuộc sống hiếu hạnh hơn, hài hòa hơn, hiền từ hơn mới là quan trọng. Còn về kinh tế thế giới hay là kinh tế này tự động họ cũng mang vô nước Việt thôi. Tại nước Việt mình khi đã hiền rồi, người ai cũng thích chơi, ai cũng thích mang tiền vô cho mình. Nhiều đứa biết đọc kinh thì là tốt. Cả thế giới biết theo Thiên Tâm, biết đeo dấu Thiên Tâm, biết hướng về Thượng Đế,
thì nước Việt càng có phước. Mỗi một đứa họ thiên mà đọc kinh Thiên Tâm á, mẹ sẽ phủ hào quang xuống. Bữa mẹ nói sẽ phủ cả thế giới mà ai mà cũng ăn là nở hiền, thì mẹ sẽ phủ hào quang toàn quả địa cầu này, không còn bị trượt nữa. Trượt nghĩa là mình sống ở trong một cái nhà kho tối rồi nó ngột ngạt rồi người hung dữ nhiều quá thì chúng ta hay sân si, rồi từ đó chúng ta sanh ra nghi kỵ. Thời nay là thời không ai tin ai hết, nghi kỵ cả con mình không tin nữa. Hồi những cái thời năm Covid mình đang ở nhà con mình lâu về thăm mừng mừng chứ không dám hùng ôm nó, biết nó có bị Covid không. Thế cho nên cái thời nay là cái thời tận thế mà lạ lùng, thì từ cái lạ lùng thì mới có cái sự thay đổi. Mà thay đổi chuyện này là thay đổi tốt á. Việt Nam trong những ngày kế tiếp á, mấy con thấy nó còn thê thảm hơn ngày hôm nay. Mỗi một ngày á là đường xá hay chợ búa hay tiệm đó đóng cửa, đóng càng nhiều á thì dân càng không buôn bán được, tại ai cũng thủ tiền sợ chết đói á, sợ nạn tai đó. Thì cho nên ai cũng thủ hết thì đâu có ai mà đi mua sắm. Cho nên Sài Gòn á, ngày nào mà chưa có họ thiên chúng ta về á, ngày đó buồn lắm. Chùa không phải là nói là chùa ẻo rồi, trên nói vậy mà ở hàng dưới thì cấp địa phương thì không tin cấp tỉnh, thành phố. Đảng thì không có tin lãnh đạo, rồi lãnh đạo nhỏ không tin lãnh đạo lớn, tức là mạnh ai nấy lo cái hồn của người đó. Từ cả bố ông tứ trụ cũng vậy, cũng lo cho phe mấy ông, cũng lo gia đình mấy ông. Còn dân hay là bao nhiêu chuyện xảy ra là toàn là giá díu thôi, không có cái gì ra cái gì hết, tức là không có một cái chiến thực để mà diện toàn. Nó không có giống như quốc gia của Việt Nam 5-7 năm về trước. Hiện giờ là như vậy, rồi ai cũng ù lì ra, ai cũng cứ lo thủ phần mình rồi cứ chuyển tiền qua Mỹ, thì cứ nghĩ họ đi con đường đó là họ xong rồi, giao cho ai lên kế tiếp thì cứ lên. Và đồng thời họ vô tình á là họ bị bề trên phạt, tức là làm cản trở lại rồi là cái đường cơ vận. Thì những cái tuổi đảng viên mà chết yểu nhiều lắm, 45, 50, 60 chết nhiều. Mà mình nói không phải mình hù hay là mình đạo mình từ bi, mình đâu có nói chết chắc, nhưng mà mình nói để cho mấy ông biết là có thần linh trên đầu ba tấc, có tất cả các vị hồn thiên trong núi hiện nguyên cái bản đồ Việt Nam ở ngoài Hà Nội, rồi có ông rồng xuất hiện, rồi có phụng hoàng xuất hiện Sài Gòn, có đủ hết. Nhưng mà họ vẫn không sợ là không sợ. Cái đó là gì? Họ bị bịt mắt bịt tai, họ quá sức gọi là siêu ngu rồi. Mà còn sư phụ lên đây nói 5 năm nay đâu phải là nói chơi đâu, nói thiệt không á. Bề trên á là nói là con cũng đã tận tâm rồi, nhưng mà sau này con phải nhẫn nại hơn, tại vì chúng sanh y như đàn gà đàn vịt thế à. Đến nào người ta bắt cá vậy, ta lùa vô rồi bỏ lên nồi ta lựa nấu rồi ta nấu à. Họ là như vậy. Có một điều quan trọng là dân rất là căm phẫn, là không có ai mà muốn chết cho đảng hết. Bây giờ không có ai trung thành chữ đảng hết, cái đó chỉ là nghề đi kiếm cơm thôi. Không có cơm thì thích vô đảng, rồi vô đảng rồi thì là muốn được tự động bãi chức để đi về nhà với vợ con. Hiện giờ tại sao là hỏi mấy vị về tâm lý của mấy ông đang suy nghĩ gì đó, thì hiện giờ là vậy. Từ công an tới bộ đội muốn bị bãi chức để đi về. Còn bên Mỹ mình á, thì những cái thằng ngồi lãnh mô thơ của ban tiên giáo hay tổng cục 2, nó chỉ làm giống như người máy á, nó coi trời Phật không ra gì hết. Rồi lên đây còn làm phiền cho phụ, nếu cho phụ thương tụi nó không hết mà làm phiền. Còn cái là khi mà cái người mà không đủ phước để biết, mà có người dìu dắt mình á, thì người mà khôn á, người ta chỉ cần im á, người ta ghi nhận thôi, chứ người ta không có cần phải lên chửi hay thế này thế nọ. Tại vì khi mà mình khởi tâm ác rồi, mình khởi tâm xúc phạm với cơ trời rồi, mất cái duyên của đời này á, mất luôn á, không phải dễ có cái duyên đâu. Để sư phụ đọc những lúc mà mấy vị về dạy, để con có cái sự tưởng tượng coi
Nó gì dạy sư phụ một cách rất là tỉ mỉ nè. À, ba, sư phụ không dám nói tên gì lớn hết. Hôm qua ta nói Mỹ cùng Đài Loan cho quân xâm chiếm Trung Cộng, nay tiếp cuộc chiến thế giới sẽ bùng nổ từ Trung Đông và nổ ra trước Do Thái và dãy Gaza. Ở Biển Đông, Mỹ cho Đài Loan đồng nổ súng, đồng thời yêu cầu phối hợp châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Phi đánh cạnh sườn Biển Đông, tiến sâu vô Trung Cộng và Bắc Kinh, Thượng Hải và Đài Loan lần lượt tiến sâu vào chiếm Tân Cương, Mông Cổ, tuyên bố độc lập. Hai nước này độc lập và các nước như Tây Tạng cùng các nước khác được Mỹ cho độc lập cả Hồng Kông. Xong phía Tây Mỹ đem quân chiếm đóng, đem quân qua phía Trung Đông đánh Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, điều đình Nga yếu đầu hàng. Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ ra dàn xếp đó, trận chiến thứ ba là vậy. Nhưng mà sư phụ lên mạng đâu có dám nói cái này, đúng không? À, tại mấy con hôm nay sư phụ nói thầy, sư phụ chỉ nói chung chung thôi. Cái sư phụ được dạy là mấy vị đánh vô đâu nữa kìa, tiến quân vô đâu nữa kìa, rồi đánh từ đâu nữa. Bây giờ thấy chúng hết không? Cái này năm 2022, năm 1219, bữa nay 23 là nhiêu năm vậy? 4 năm. À, giờ con thấy đúng không? Dạ. Còn nói về chuyện Trump với Biden vui lắm. Ô, Biden mà nhầm gì giữ chức để cho gia đình đừng ở tù chứ hối lộ quá trời luôn. Tức là mấy vị nói là gia đình Biden hối lộ quá. Rồi còn nói bây giờ mà bãi chức Biden là chuyện giả ảo á. Nhưng mà người Mỹ người ta đâu có muốn bà phó tổng thống người không phải người Mỹ lên đâu. Cho nên người ta không muốn làm thẳng tay thôi. Chứ nếu mà phó tổng thống mà có cái mạo hình mà gọi là dân Mỹ mà thích á, ông Biden xong rồi. Cái ta gần đây là gì khác nha. Hôm nay thật bất ngờ được các vị sai xuống gặp Thái tử và chỉ dạy cho Thái tử khi thế chiến chưa bùng nổ hẳn thì sao. Đây nó chỉ là những viên đạn đầu tiên, chưa có lời tuyên bố của Thượng Đế. Tức là cứ đánh nhưng mà chưa có tuyên bố của cha, là chưa có được là số 3 là được chuyện lớn á. Thái tử phải là lập bàn xin cha, tức là kêu gọi xin để cho cuộc chiến này mau đến bình an và thịnh vượng cho loài người, đồng thời mở ra trang đạo mới cứu khổ cứu nạn muôn dân, nhất là dân Việt Nam. Đây là lời ta cầu xin, xin ngài hãy xin cha. Nghe là sư phụ xin mấy vị suối sư phụ xin để cho đánh lẹ. Cho nên bữa hổm á là sư phụ làm á, cái sư phụ không có muốn chiến tranh gì chứ, sư phụ cũng không có muốn đảng cộng sản bị mất nữa. Nhưng mà mấy vị sau này nó chửi ngài nhiều quá, chỗ chửi sư phụ nhiều quá mấy vị tức lắm á. Mấy vị cũng như mình nghe, mình phải submit một cái request thì mấy vị mới đi giải quyết. Thì cơ trời đã đi hàng nghìn năm, mọi chuyện cái gì á, cuộc đời sư phụ nó giống như cái miếng puzzle, miếng gỗ nè, nó gáp lại vậy đó, như miếng gạch vậy đó. Đúng như chàng à, đời của mấy con á cũng giống vậy. Muốn mình biết là nói như vậy thì mình cứ phải nhẫn nại, từ bi và gán tu tập, thì chuyện nó đâu nó sẽ như vậy, sẽ xảy ra như vậy. Những gì sư phụ nói trên mạng á là nó sẽ xảy ra đúng như chàng luôn. Đức Thầy xuất hiện, sư phụ Việt Nam, họ Thiên Việt Nam, cai quản nước Việt, thế giới không còn cộng sản, không còn chùm khăn, cũng chẳng còn mấy cái thằng mà siêu giàu có mà thế lực ngầm á, mấy cái đó cũng làm những cái ác, sẽ không còn. Rồi từ đó thế giới sẽ không còn ranh giới nữa, sống trang hòa hòa bình nhau. Rồi một cái công thức của Phật Di Lạc, sư phụ là Di Lạc Kim Thừa, một cái công thức nó giữa Trung Dung, giữa Phật giáo và Công giáo đi, để mà cải cái tâm của nhân loại. Tại nhân loại mà không có cái đạo họ cũng sẽ lung tung lên. 10 năm sau mà không có cái đạo mới ra